Xin kính chào quý vị và bà con. Hiện tại thì Hà Bình Ngon đang ở một nơi rất đặc biệt, đó là một nơi trồng cây ăn quả, là cây bưởi, vừa bưởi quả và bưởi giống. Nhưng đặc biệt ở đây là có rất nhiều rau dại, đó là rau tầm bóp và rau tàu bay và rau sam. Ở đây mọc tự nhiên, không hề được Hà Bình Ngon trồng hay là ai trồng cả, mà do được ưu đãi của khí hậu, đất đai, thiên nhiên ở đây có được. Thì ở đây đặc biệt là nguồn nước rất là sạch. Và đây là hiện tại Hà Bình Ngon đang hái rau tầm bóp và rau tàu bay về trong gia đình dùng ăn dần, và cho anh em hàng xóm, bạn bè những cái rau này. Rau này thì ở thành phố thì mọi người rất là ít biết, nhưng mà ở nhà quê thì tìm kiếm cũng rất là dễ. Và đặc biệt bây giờ là rau tàu bay này, rau tầm bóp này, rau sam này, rau dền này, là những cái thứ mọc tự nhiên này, nó đang là đặc sản, ăn rất là sạch, không hề có thuốc bảo quản hay là thuốc sâu gì cả. Mà ở thành phố thì nhiều người muốn ăn thì cũng rất là khó và cũng tương đối là đắt, như Hà Bình Ngon biết ở thông tin. Thì mua rau tầm bóp này thì có giá dao động từ 30.000 đến 75.000 một kg, bán theo kg. Và rau tầm bóp này thì được sử dụng nấu canh hoặc xào thịt bò, xào xào tỏi. Nếu mà ai không xào thịt bò, xào tỏi, nhưng mà xào thịt bò thì có một cái nhược điểm, đó là rất là tốn cơm và tốn rượu. Nên là xào tỏi thôi cũng đã đủ ngon rồi, xào thịt bò và cho mấy nại thịt bò vào thì nhiều khi là tốn cơm. Mời quý vị và con cùng với Hà Bình Ngon tham quan đây, gọi là nông trại vui vẻ, tham quan một chút về công việc của Hà Bình Ngon. Ngoài những công việc mà tư vấn kỹ thuật chăm sóc bưởi cho bà con thì Hà Bình Ngon cũng có những hoạt động khác, đó là vui chơi bên gia đình và hái rau cho mọi người. Đây là một nông trại vui vẻ, thỏ nhà. Thỏ? Không, ông già Noel. Cũng già Noel, chả hiểu cái gì. Bố ơi, nông trại vui vẻ. Chưa, rồi, đưa cho bố xin nha. Đâu rồi, chú bóng đâu rồi? Chú bóng mà. Đây, chú bóng rồi. Mỗi nhà một túi này nhá. Mỗi nhà một túi này nhá. Mỗi nhà một túi bóng này. Đây, con biết là chỉ có một lúc thôi, nhưng Hà Bình Ngon nó hái được một túi này ăn thì phải mấy ngày.